Phong Thủy Thái Nguyên xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh tư vấn hồ sơ phong thủy của Phong Thủy Thái Nguyên. Em là Đức Trung, em trợ lý của thầy Thái Nguyên. Và trong những cái video tiếp theo đây, chúng ta sẽ trao đổi đến việc vào các tháng vượng thì chúng ta có thể xây dựng được với nhà hướng gì, hay tu tạo sửa chữa tại phương vị nào trong ngôi nhà. Tiếp theo trong cái chuỗi video này, chúng ta bước sang tháng thứ tư, đó là tháng Tân Tỵ. Tháng Tân Tỵ chúng ta xây mới được với nhà hướng nào, tu tạo sửa chữa được với phương vị nào, chúng ta cùng trao đổi với nhau để chúng ta hiểu rõ hơn cái quan điểm về làm nhà. Để theo dõi được những video của Phong Thủy Thái Nguyên một cách thường xuyên, vui lòng các anh chị hoan hỉ bấm nút đăng ký kênh cũng như là bấm nút chuông để khi có những video mới nhất của Phong Thủy Thái Nguyên chúng tôi đưa lên thì các anh chị có thể cập nhật một cách nhanh nhất cũng như là đón nhận những cái kiến thức từ Phong Thủy Chính Tông một cách rõ ràng nhất để cái việc làm nhà dựng cửa hay là am hiểu về cái yếu tố vận khí của đất hay vận khí của con người chúng ta nó rõ ràng hơn. Cái việc rõ ràng đấy nó tạo ra sức mạnh và tạo ra cái sự cụ thể khiến cho cái việc làm nhà chúng ta trở nên thành công hơn và không có lo lắng điều gì cả. Với cái kinh nghiệm mà Phong Thủy Thái Nguyên tư vấn hỗ trợ hàng nghìn gia chủ một năm tương ứng với hàng nghìn công trình thì cũng rất tự tin với cái việc đó là tư vấn để hướng dẫn các anh chị một cách cụ thể nhất liên quan yếu tố về động thổ làm nhà hay là thiết kế đến ngôi nhà của mình sao cho tốt nhất. Quay trở lại với chương trình, đó là tháng 4 là tháng Tân Tỵ thì chúng ta có thể xây mới được với hướng nào. Với tháng 4 tháng Tân Tỵ thì chúng ta có thể xây mới được khá nhiều hướng, bao gồm đó là hướng Tây, hướng Tây Nam, hướng Tây Bắc và hướng Đông Bắc. Đây là những cái hướng mà các anh chị có thể xây mới được trong năm 2020 với cái tháng 4 là tháng Tân Tỵ. Đi sâu hơn chúng ta từng phân tích từng hướng một. Với hướng Tây bao gồm ba sơn hướng là Canh, Dậu, Tân. Như cái tháng 3 là cái tháng Canh Thìn mà Đức Trung đã chia sẻ, vì rằng là phần hướng Dậu, tức là chính hướng Tây, tọa mã hướng Dậu ạ, tọa chính đông hướng chính Tây, chúng ta phạm phải mẫu Long Biến Mận Sát và cả mẫu Kỷ Hữu Tiến Sát nữa, cho nên rằng là với cái nhà mà tọa chính đông hướng chính Tây, tức là tọa mã hướng Dậu, chúng ta không làm được, chỉ có thể động thổ xây mới được với hai cái hướng, đó là hướng Canh, hướng Tân. Tức là hướng Tây bao gồm có giải độ 247,5 độ cho đến 292,5 độ. Bổ nhỏ ra thì chúng ta biết rằng là 45 độ đấy chúng ta chia nhỏ ra 3 sơn hướng nữa, tức là mỗi sơn hướng là 15 độ luôn. Ví dụ như hướng Tây bao gồm 3 sơn hướng là Canh, Dậu, Tân thì hướng Canh có giải độ từ 247,5 độ cho đến là 277,5 độ. Hướng Dậu có sơn hướng là từ 277,5 độ cho đến 292,5 độ thì chúng ta bỏ hướng Dậu này không làm được. Hướng Tây có giải độ từ 247,5 độ cho đến 292,5 độ. Hướng Tây lại bao gồm 3 sơn hướng nhỏ bên trong, tức là Canh, Dậu và Tân. Tức là 45 độ chia cho 3 là bằng 15 độ một sơn hướng. 15 độ một sơn hướng này nó khác nhau rất nhiều với yếu tố về vận khí, tốc độ lưu thông khí, nhiệt độ, độ ẩm, khiến cho việc kết hợp với lại là các hung vận khí của từng thành viên trong ngôi nhà, đặc biệt là tranh chủ, thì nó tạo ra yếu tố về vận khí của cái gia chủ và cái năm xây dựng nó có được đắc khí hay không. Do đó rằng là với hướng Tây bao gồm 3 sơn hướng là Canh, Dậu, Tân, chúng ta bổ nhỏ ra chúng ta biết rằng là hướng Canh có giải độ từ 247,5 độ cho đến rằng là 262,5 độ. Hướng Dậu thì từ 262,5 độ cho đến 277,5 độ, chúng ta bỏ luôn hướng Dậu bởi hướng Dậu năm sau không có xây được. Đấy, hướng Tân có giải độ từ 277,5 độ cho đến 292,5 độ thì chúng ta lại làm được biết hướng Tân. Tự chung lại đó, tọa mão hướng Dậu năm 2020 chúng ta không có làm được. Do đó rằng là kể cả vào tháng Tân Tỵ là tháng 4 chúng ta không làm được lốt. Đấy. Tiếp theo đó là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam có giải độ từ 202,5 độ cho đến 247,5 độ. Hướng Tây Nam bao gồm 3 sơn hướng là Mùi, Quân, Thân. Thì năm 2020 chúng ta đã xác định luôn là hướng Thân chúng ta không làm được. Bởi hướng Thân, tọa dần hướng Thân năm 2020 đã phạm phải chính mộng Kỷ Hữu Tiến Sát, cho nên rằng là chúng ta không có thể xây mới được với cái nhà hướng Thân này đâu. Chúng ta chỉ có thể xây mới được với hai hướng, đó là hướng Mùi và hướng Khôn. Hướng Mùi có giải độ từ 202,5 độ cho đến 117,5 độ. Hướng Khôn có giải độ từ 117,5 độ cho đến là 232,5 độ. Hướng Thân là từ 232,5 độ cho đến 247,5 độ, chúng ta không làm được hướng Thân. Do đó là vào cái tháng 4 tháng Tân Tỵ, hướng Tây Nam chúng ta chỉ có thể làm với lại hướng Mùi, hướng Khôn mà thôi. Tiếp theo hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc bao gồm 3 sơn hướng là Tuất, Cần, Hợi có giải độ từ 292,5 độ cho đến 337,5 độ. Thì về cơ bản rằng là hướng Tây Bắc năm 2020 thì chúng ta cũng kiêng không có xây mới được với cái nhà tọa Tỵ hướng Hợi, vì rằng là năm 2020 là Thân, Thi, Thìn tam hợp, tam sát đến ba phương là Tỵ, Ngọ và Mùi. Do đó rằng là chúng ta xây cái nhà mà tọa Tỵ hướng Hợi, tức là tọa và tam sát, tọa vào một phần của tam sát, do nó xây cái nhà tọa Tỵ hướng Hợi năm 2020 chúng ta không làm được luôn. 2019 thì hướng Hợi đã phạm phải tuế, 2020 thì hướng Hợi lại phạm phải tam sát thì chúng ta không làm được hướng Hợi. Do đó chúng ta chỉ có thể làm được hai sơn hướng là Tuất và Càn. Với cái hướng Tuất nó có giải độ từ 292,5 độ cho đến 307,5 độ. Với hướng Càn có giải độ từ 307,5 độ cho đến 300
22,5 độ. Do đó cứ 15 độ một cung thì chúng ta đo chính xác cụ thể bằng cái ứng dụng La Bàn Việt. Thì các anh chị tải ứng dụng La Bàn Việt về máy, tức là về điện thoại iPhone hoặc là Android, thì các anh chị tiến hành là đo cụ thể xem hướng nhà mình là hướng gì để báo cho phòng thủy tâm viên chúng tôi biết được. Thì căn cứ vào đấy chúng tôi sẽ tư vấn cho anh chị là hướng đấy có làm được không, làm thì làm vào tháng nào, hay là vào cái tháng tư tháng Tân Tỵ này thì hướng đấy thì anh chị có làm được không. Tiếp theo là hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc bao gồm ba sườn hướng là Sửu, Cấn, Dần, có giải độ từ 22,5 độ cho đến 67,5 độ. Thì với cái hướng Đông Bắc năm 2020 thì chúng ta cũng lại bỏ cái hướng Sửu đi, chúng ta không làm được. Tại vì hướng Sửu vào năm 2020 nó phạm phải mậu kỷ đối kiểm sát, bởi thế cho nên rằng là cái hướng Sửu đấy năm 2020 chúng ta không có làm được. Do đó chúng ta chỉ có thể khai sơn lập hướng được với hai sườn hướng còn lại, đó là Cấn và Dần. Với cái hướng Sửu nó tức là từ 22,5 độ cho đến 37,5 độ, nhà nào mà tọa Sửu, tọa bùi hướng Sửu năm 2020 chúng ta stop, không lên làm. Với cái hướng Cấn nó từ 37,5 độ cho đến là 52,5 độ, tức là tọa khôn hướng Cấn, tức là tọa tây nam hướng Đông Bắc thì ok làm được. Tiếp theo đó hướng Dần là từ 52,5 độ cho đến 67,5 độ thì ok chúng ta lại làm tiếp. Từ chung lại hướng Đông Bắc bao gồm ba sườn hướng là Sửu, Cấn, Dần, chúng ta bỏ hướng Sửu, chúng ta chỉ có thể làm được hai sườn hướng là Cấn và Dần. Chi tiết cụ thể các anh chị lên vui lòng liên hệ đến số 1900 292 bấm nhanh số 2 để được đội ngũ trợ lý của phòng thủy tâm viên tư vấn các anh chị một cách kỹ lưỡng càng hơn. Với cái tháng Tân Tỵ đó là tháng 4 thì chúng ta cũng thể tu tạo sửa chữa được với hai cái phương vị trong nhà, đó là phương vị Tây và phương vị Đông Bắc. Phương vị như lúc chúng ta nói, chúng ta tính từ tâm của ngôi nhà, xét theo hướng ngôi nhà và chúng ta nhìn theo bốn phương tám hướng trong ngôi nhà, chính từ tâm ra thì nó ra được các cái phương ở trong ngôi nhà. Phương vị Tây tức là cái vị trí khu vực phương Tây trong ngôi nhà của các anh chị. Đông Bắc tức là vị trí phương Đông Bắc ở trong ngôi nhà của anh chị. Thì với phương Tây và phương Đông Bắc năm 2020 chúng ta không có nên làm. Chi tiết cụ thể thì các anh chị vẫn nên để lại thông tin bao gồm là họ tên này, số điện thoại này, hướng nhà các anh chị là hướng gì, bao nhiêu độ này, năm sinh các thành viên của gia đình các anh chị bao gồm các năm sinh các thành viên nào, cũng như là câu hỏi cần được giải đáp, bình luận xuống dưới phần bình luận hoặc là gọi điện trực tiếp đến số 1900 292. Đội ngũ trợ lý của phòng thủy tâm viên chúng tôi sẽ tiếp nhận cái câu hỏi đấy của các anh chị và giải đáp các anh chị một cách kỹ càng, xem là hướng nhà đấy của anh chị có làm được không, phương vị đó có tu tạo sửa chữa được không, triển khai vào tháng nào hay là năm tháng ngày giờ nào để triển khai, văn khấn nghi lễ thực hiện như thế nào hay các bước triển khai như thế nào, chúng tôi sẽ hướng dẫn một cách chi tiết nhất. Xin cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong những cái video tiếp theo.